Hello, xin chào tạ. Xin chào tất cả các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình làm video như là khắc phục lại chiếc Samsung Tab A 2016. Đây ạ, trên mình đây là Samsung Tab A 2016 và đang bị tình trạng là bị bể màn hình các bạn nhé. Đây là bể màn hình ạ. Màn hình thì mình đã tháo là quăng đi rồi ạ. Đây ạ, còn phần đây là mình main, đây là main nhá. Đây là phần main Samsung Tab A à gì nhỉ? Tab A 2016 nhá, đây phần main này ạ. Mình sẽ đánh giá tiết luôn ạ. Đây là main, đây phần camera sau này, phần camera trước này, ổ SIM này, ổ khay thẻ nhớ này các bạn nhé. Đây là chân pin này, chân connect màn hình, chân connect cảm ứng này, chân home này. Và đây là ổ cứng này, đây là ổ cứng này, ổ cứng, đây là nút tăng âm lượng, giảm lượng này. Và đây là phần, và đây các bạn nhé, đây là phần pin này. Pin này, các home này. Và đây là dây anten sóng này, loa này. Nó sạc này, các tai nghe này, rung này. Và đây là màn hình. Đây màn hình mình vừa đã đi mua về xong rồi các bạn nhé. Rất đẹp các bạn đôi nhá. Và hôm nay mình sẽ lắp vào cho các bạn xem nhá. Và mình sẽ lắp vào cho các bạn xem. Hôm qua mình tháo cho mình lại quên mất, mình lại không quay cho các bạn xem. Nói chung mình tháo mới lắp như nhau mà các bạn ạ. Nên là các bạn cứ xem mình lắp vào là sẽ tháo như nào, lắp sẽ như thế các bạn nhé. Nên các bạn không phải lo. Nếu các bạn nhớ thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh giúp mình nhé. Còn các bạn bên mình cũng nhận sửa chữa, mua linh kiện hộ cho những các bạn ở xa nhé. Nếu các bạn nào mình muốn vòng vạch, muốn mua linh kiện tự về tự thay lấy ấy, các bạn có thể là comment bên dưới này hoặc AD cho mình qua Zalo hoặc Facebook. Mình sẽ mua linh kiện giúp bạn, rồi mua linh kiện giúp và gửi cho các bạn để các bạn về tự học nghề sửa chữa điện thoại này nhé. Đây và keo chuyên dụng là B7000, đây mình sẽ bôi vào chiếc này này. Các bạn cần gì thì mình mua gì thì mình sẽ mua cho các bạn, nên các bạn yên tâm. Nhiều cái các bạn có thể tự làm được, các bạn nào thích yêu công nghệ các bạn tự làm được. Nhưng mà tùy cái đấy nhá, không phải cái nào các bạn thích bóc ra các bạn làm đấy nhá. Bóc ra làm thì các bạn phải có đồ của nó. Đấy, dành cho những bạn mà yêu công nghệ. Còn những bạn mà không muốn làm nghề này thì các bạn không nên nhá. Dành những bạn rảnh mà yêu công nghệ thôi nhá. Đấy. Và mình sẽ vào màn hình nhé các bạn nhé. Màng loa đây các bạn để ý là màng loa này nhé. Và mình sẽ vào màn hình. Cáp nó rất lòng thẳng. Các bạn lưu ý nhé là luồn hai cáp này xuống nhé. Xong các bạn đặt màn hình vào. Ơ chết, còn cái nút home mình không biết, mình quăng cái home rồi. Chắc các bạn ạ, mình đang thiếu cái nút home mà mình không biết cái nút home mình để đâu. Đây các bạn ạ, và bây giờ mình đã tìm thấy cái nút home rồi, tí nữa thì quên cả cái nút home, vẫn mồm. Đây các bạn sẽ luồn màn hình vào ạ. Đấy nhá, các bạn mình đã lùa màn hình rồi nhá, nút home này. Mắc loa các bạn ý nhá, mình đã lùa thành công màn hình rồi nhá. Và mình sẽ gắn bộ phần main này vào. Đây là cáp này, chân connect là chân connect. Rắc tai nghe mình sẽ gắn vào. Và đây dàn connect home này. Và đây connect cảm ứng này. Và đây connect màn hình này. Các bạn cho mình lưu ý cho mình là không nên lắp chân pin vào vội nhé. Chân pin các bạn chân pin này các bạn nên lắp sau này. Đừng có lắp trước. Lắp trước là dễ dình dạng gây chập màn hình nữa, nó thứ nhất các bạn lắp sau cho an toàn. Mình không biết là có chập hay không nhưng mình cứ chắc. Đây
Đây và có anten sóng, mình sẽ lắp đó anten sóng các bạn xem. Còn đây là mấy cái ốc của để ra cố cái mên nhé, mình sẽ vặn vào. Và bây giờ mình sẽ vặn ốc vào cho các bạn xem nhé. Đây là cái mên này. Alo, em đây. Cắt gì anh? Mai anh ạ. Còn gì? Có. Mua đây. Thế anh cần em mua cho. Ok, thì em bảo thằng em lấy nhé. Z5-2016 à? Ok, ok. Rồi, Đắc Văn Lợi à? Ok, ok, rồi, rồi, rồi. Đây các bạn, mình đã siết phần ốc vào xong nhé các bạn nhé. Đây, phần ốc vào xong. Và bây giờ mình sẽ lắp phần vỏ vào. Các bạn để ý kỹ xem là bên trong này còn sót ốc yếc rồi không nhé. Để các bạn lắp vào để tránh trường hợp hơi cầm máy. Đây, bây giờ mình sẽ lắp vào. Khi bóp vỏ vào các bạn bóp cẩn thận nhé. Không được bóp vào màn hình nhé, bóp vào ria thôi. Bóp vào lại vỡ toang cả cái màn hình. Tại vì màn hình thay cái kính của nó không được chắc. Nên các bạn bóp này là bóp cẩn thận. Gọi là bóp đừng để nó đau nhé. Đấy, và mình đã bóp xong rồi. Đấy. Các bạn bóp thế nào để cái màn hình này vẫn phải nguyên này, chứ không phải vỡ toang hoang. Nhiều bạn bóp xong còn vỡ ấy. Đấy, rồi mình sẽ bật nguồn lên cho bạn xem nhé. Đây, và mình đã bật nguồn lên rồi. Và việc còn lại thì mình sẽ cột chôn cho các bạn nhé. Đây, mình sẽ cột chôn. Đây, mình sẽ vuốt thử xem nào. Đây là bạn mình này với hai đứa nhỏ của nó này. Mới khởi nguồn lên là sẽ đơ đấy. Đó. Đây rồi. Vâng, như vậy mình đã coi như là chia sẻ với các bạn là phục hồi chiếc lại màn hình chiếc Samsung Tab 3 này thành công cho các bạn nhé. Các bạn nhớ thấy kênh mình hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh giúp mình nhé. Và xin chào tất cả các bạn ạ.